Chưa được cấp phép và có dấu hiệu lừa đảo, PayAzion xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2019 và được quảng cáo là ứng dụng ví thanh toán điện tử, có chức năng thanh toán trực tuyến mọi loại tiền tệ của các quốc gia trên thế giới. Các buổi thuyết trình giới thiệu của PayAzion có sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhằm tạo uy tín và thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tham gia. Theo lời quảng cáo, chỉ cần đầu tư mua đồng tiền ảo có tên là PayA ở trong ví, vài năm sau người đầu tư sẽ nhận cho lãi lớn và đã có không ít người đặt niềm tin gửi tiền tham gia vào ví thanh toán điện tử PayAeon. Qua công tác xác minh, nắm tình hình, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bộ công an được biết, khoảng đầu năm 2019, một nhóm người do ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty cổ phần PayAeon cầm đầu, thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào ví điện tử PayAeon. Ông Hùng giới thiệu PayAeon là ví điện tử thanh toán mobile đầu tiên trên thế giới chấp nhận tất cả các loại tiền tệ quốc gia không giới hạn địa lý, lĩnh vực, cộng đồng hay môi trường thanh toán. Hình thức hoạt động của ví điện tử PayAsian được quảng cáo là sử dụng đồng tiền thanh toán có tên PayA, với tổng số lượng phát hành là 21 tỷ đồng PayA và quảng cáo sau 6 tháng sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí là 20 lần hoặc nhiều hơn thế. Nhà đầu tư khi tham gia vào hệ thống sẽ được tiền thưởng giống như mô hình đa cấp kim tự tháp. Muốn tham gia vào hệ thống PayAsian, nhà đầu tư phải nộp tối thiểu số tiền tương ứng 100 đô la Mỹ để mua đồng PayA với giá 0,05 đô la Mỹ một PayA. Theo đó, 100 đô la Mỹ sẽ quy đổi được 2.000 PA, 500 đô la Mỹ quy đổi được 10.000 PA, 5.000 đô la Mỹ quy đổi được 100.000 PA.